Để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng và phân phối thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn về việc sử dụng, lưu hành loại thuốc này có kiểm soát. Theo đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận huyện thành phố Thủ Đức và các bệnh viện trên địa bàn thành phố tuân thủ đề cương và quản lý thuốc trong chương trình sử dụng thuốc Monopiravir có kiểm soát. Các đơn vị tham gia triển khai chương trình cần tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định, chấp thuận và đã được Bộ Y tế phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Đề cương nghiên cứu đã nêu rõ, tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng mắc COVID-19 thể nhẹ trên 18 tuổi, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, thở nhịp 20 lần một phút, SPO2 từ 94% trở lên, có thể dùng thuốc bằng đường uống. Các đối tượng bị loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn cảm hoặc chống chỉ định với thuốc hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc, tiền sử mắc virus viêm gan B hoặc C kèm sơ gan, bệnh gan giai đoạn cuối, ung thư biểu mô tế bào gan, tiền sử viêm tụy cấp trong vòng 3 tháng hoặc viêm tụy mạn, tổn thương thận cấp, suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo, lọc mang bụng trong quá trình sử dụng thuốc, phụ nữ có thai đang cho con bú. Khi sử dụng thuốc, bệnh nhân nam không hiến tinh trùng, quan hệ tình dục phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất trong 90 ngày đối với nam và 28 ngày với nữ sau liều thuốc cuối cùng. Ưu tiên các đối tượng có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monupiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monopiravir, không khuyến cáo F0 là phụ nữ nuôi con nhỏ cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Để đảm bảo an toàn hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường đại diện hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế nhấn mạnh